Hi, hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Các bạn bao giờ nghe câu nói là tình bạn là bún riêu, tình yêu là hủ tiếu, cuộc đời mình không thiếu tình bạn và tình yêu chưa? Đây, sau đây bây giờ mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy tình bạn nó sẽ như thế nào khi mình đói bụng. Đó, mình đang ở phòng trọ nên bây giờ có thằng bạn ở cách mình hai phòng thôi, nhưng mà nó bạn thân với mình lâu rồi. Hôm nay nó mời mình đến để dùng bữa cơm thân mật buổi tối. Sao hôm nay nó đã chuẩn bị những món gì các bạn nhé? Đây, mình sẽ đi qua phòng nó. Đây là phòng trọ mình. Phòng trọ mình cũng có đầy đủ các gia vị để nấu ăn các bạn à. Mắm muối rồi, gọi hạt nêm rồi, chén đũa bát rổ rá, với lại nồi cơm điện. Ở cái đồ đi ăn cơm mày qua đó mày. À, có một bạn mình nó rượu đi ăn cơm nên mình chuẩn bị qua rồi. Đây cũng các bạn làm việc của mình đây. Đây phòng ấy. Thì hôm nay có một bạn nó rượu mình đi qua ăn cơm đây. Hôm nay ta chuẩn bị món gì vậy Dũng? Có gì ăn đó hả? Hôm nay xem Dũng đã chuẩn bị những món gì đây. Dọn cơm chưa? Mày bớt xàm đi. Bạn mình lâu lâu mà bạn nó được đứng trước camera nó rất là ngại. Thôi đi. Yêu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu đấy. Mày không dọn ai dọn cho mày người đó mày nói. Wow. Bạn mình nó nói vậy mà tính nó rất là thẳng thắn, nó hay nói vậy nên mình rất là thông cảm. Thông cảm gì mày? Các không? Bạn biết đây là gì không? Đây là dĩa rau lang luộc huyền thoại. Đấy. À, đây có gan luộc nữa nè. Thịt heo quay nè. Trời ơi món đặc sản. Rồi, nước mắm tỏi hết sạch luôn. Từ để lấy đũa chén nữa. Tay mà cầm mình đó rồi ai lấy đồ cho mày. Đây, cầm. Lâu lâu làm cái vlog cho các bạn xem tí. Hello, xin chào các bạn. Sau mỗi bữa cơm tối xong, hôm nay được bạn mời đại ăn cơm tối. Cơm tối chung mình ăn xong rồi mình ra trước phòng bạn ngồi uống nước ngọt trò chuyện này. Tụi mình cũng chơi như với nhau rất lâu rồi nhưng mà tính ai nấy hiểu, tính mạnh nào đó nấy sống. Hôm nay được mời uống nước với lại ăn cơm mình thấy rất là vui rồi bạn ạ. Các bạn thấy đằng sau mình không? Đằng sau mình là dãy phòng trọ của chú Thiết. Là chú này quê quán ở ngoài Bắc nhưng mà vào Nam lập nghiệp. Chú ấy rất là tốt với những người ở trong khu trọ của mình. Nói chung ở khu trọ mình có rất là nhiều nội quy các bạn à. Khi các bạn vào khu trọ hoặc ở qua đêm thì phải có chứng minh nhân dân, xuất trình giấy tờ đàng hoàng các bạn, hoặc là thẻ căn cước để chú ấy làm giấy tờ, hoặc là sau này công an có kiểm tra gì ấy, còn chứng minh được bạn là ai. Hồi mình mới vào trọ đây cũng thực hiện rất là nhiều nội quy của khu trọ các bạn ạ. Ví dụ là xuất trình giấy tờ tùy thân này, hoặc là mình đăng ký mình tạm trú tạm vắng, rồi muốn ở đây mình thì mình phải giống như giữ gìn trật tự trong khu trọ. Nói chung đây giống như là một cái xóm nhỏ của giống như ngoài quê mình thôi các bạn. Cái xóm này là cái gì là đó, xóm nó sẽ có rất là nhiều người, giống như người ăn nhậu nè, người học hành nè, người làm lụng nè, có người mà làm từ ngày tới đêm, mà từ đêm tới ngày làm suốt ra đời luôn bạn, cũng không ở trọ. Ở khu trọ mình có rất là nhiều nội quy khác nhau, giống như mà nội quy về văn hóa nè, nội quy về phòng chống tội phạm nè, phòng cháy chữa cháy nè, rất là nhiều. Nhưng mà ở khu trọ mình rất là an tâm về tình hình tội phạm là không có các bạn, hiện giờ là chưa có. Các bạn biết không, nội quy khu trọ là giống như mình không được ăn nhậu nè, không được bài bạc nè, gái gú nè, rượu chè nè, hoặc là ma túy, xì ke. Nói chung tệ nạn xã hội là trong khu trọ mình đều nghiêm cấm hết các bạn. Vậy trọ là không cho dẫn bạn gái vô nha các bạn. Có bạn gái dẫn ra ngoài chơi chứ không có dẫn vô đây. Vậy trọ này nam nhiều hơn là nữ.
nếu mà dọn bạn gái vô thì nên nói trước nhìn sau, các bạn nam nó hay đứng đầu trọ. Nhất là anh chàng bạn mình năm nay cũng tầm 30 cụ rồi mà vẫn chưa có cụ nào hết. Chứ sao, tại đâu giận cho giận bạn gái vô đâu, nên đâu có con gái vô đâu mà giận. Chỗ nào cho giận bạn gái vô là coi như là bạn giờ bạn gái mà kia vô mà không chơi bọn anh chơi nha, mà chưa giận vô mà thấy bị đội là đâu có làm được gì. Chưa vô thì dằn mặt rồi là mất hết rồi, mất hết điểm luôn rồi. Các bạn có bạn nào từng ở phòng trọ chưa? Nói chung mình ở phòng trọ hiện giờ mình vẫn đang ở một mình nè. Bạn mình thì ở với lại đứa em họ đó. Bạn này bạn mình tên là bạn Dũng, là Dũng Bin đó. Người ảnh Bin Bin hơn mình á. Anh rất là hiền, tinh thần rất là hiền, nhưng mà có cái làm việc rất là tích cực. Mỗi lần mình làm việc với anh nhiều khi mình lại căng thẳng mà anh làm rất là nhẹ nhàng. Ui, con chủ trọ đóng cửa rồi Dũng. Đúng rồi, giờ này đóng cửa. Ủa mới có 8 giờ. Mới có 7 giờ. Mới 7 giờ hả? Nè, 7 giờ nè. Các bạn biết không, hiện giờ đang trong miền Nam, nhất là Đồng Nai mình đây nè, là tình hình dịch bệnh rất là căng thẳng, nên chủ trọ đóng cửa rất là sớm, ngăn hoặc là giảm hạn chế những người lạ vào khu trọ để lây lan dịch bệnh các bạn ạ. Các bạn từng các bạn có bạn nào xem video này từng ở trọ chưa? Chắc chắn là rất nhiều người ở trọ. Ở trọ rất là nhiều niềm vui và nhiều nỗi buồn. Nỗi buồn là ở một mình, nhưng mà niềm vui nhiều khi có mình đi làm về có rất là nhiều người bạn xung quanh các phòng cái bên ra ngồi nói chuyện. Dãy trọ bên mình là dãy trọ về có một bên là khu vườn của dãy trọ rất là thoáng đãng, có nhiều cây cối mọc rất là tốt. Hôm nào mình review cho các bạn xem khu vườn của chủ trọ mình nhé, rất là đẹp và nhiều loại trái cây nữa, nhất là cây dừa, mình thích khoái nhất là cây dừa. Quay xong video này là có nguy cơ mối bị đuổi phao bị đuổi này. Mình có mấy bạn cũng á, cũng hay bay hay nhậu nhẹt là hồi phá quá nên bị đuổi sớm. Ở giờ chọn mình con rít. Tại vì chỗ mình còn vườn nên rất là nhiều rít. Con rít nó mắc cắn thì thôi luôn chú. Nó kêu trời thôi. Ở khu trọ mình có rất là nhiều người ở nhiều miền quê khác nhau, trong tỉnh Đồng Nai với lại các tỉnh khác, ví dụ như Quảng Trị nè, Quảng Ngãi nè, Thanh Hóa nè, Nghệ An, Hà Tĩnh, tất cả đều có hết. Tuy nhiên mình thì mình là người Đồng Nai, ở Đồng Nai mình đi làm xa nhà, mình cũng cách đây khoảng 50 cây nhưng mà mình không có về, mình ở lại làm để đi làm tới công ty đó gần hơn các bạn ạ. Vậy chỗ mình đây nó có khoảng 30 phòng. Hiện giờ dịch bệnh có phòng nào về không Dũng? Có phòng mày nè. Dịch bệnh có mỗi mình thực hiện cách ly 3 tại chỗ nên mình ở công ty, nên không có ai rời về quê các bạn ạ. Ở khu dạy chỗ mình rất là nhiều gia đình và cũng có con nhỏ, nhưng mà họ dù dịch bệnh họ có khó khăn nhưng mà họ vẫn bám trụ ở đây để sau này còn mọi dịch hết dịch mở cửa rồi họ còn có việc làm, họ làm việc nuôi sống gia đình. Nói chung thì sau đại dịch này thì mình mới hiểu được nhiều điều các bạn ơi. Nói chung sau đại dịch này mình mới hiểu được tình làng nghỉ sớm về trọ này. Chắc một phần những người ta sống kiểu tiêu cực thì mình sẽ biết nhiều hơn. Chứ nói chung là người ta sẽ không còn, người ta sẽ nói thẳng là người ta sẽ ra mặt, người ta nói mình luôn. Còn những người mà người ta gọi là ở miền xa đất khách, người ta nói chung là tình đoàn kết, người ta luôn liên kết nhau, rồi người ta gọi là chung nhau miếng cơm miếng áo rồi miếng gạo ăn chung, nói chung là mọi người một ít. Lúc đó thì nó sẽ đoàn kết và gọi là vượt qua đại dịch này.
Nói chung là nhờ đại dịch nào mình mới biết được cái tình làng phòng trọ này, làng dãy xóm, nói chung là vui, đoàn kết và phấn khởi hơn, trong những năm lạc quan hơn, yêu đời hơn. Chứ nhiều người ta không được vậy, người ta bị nhốt một mình hay ở ngoài một mình, ta chán, ta buồn, ta những lúc ta muốn đòi về thôi. Cũng như mình, nếu mình mà cũng vậy chắc mình cũng chắc chắn cũng về thôi mà. Nhưng mà được cái ở đây là tình anh em phòng trọ, chung là cô chú dì bác thì ở đây thì cũng rất là tốt, người ta vẫn sẽ chia những lương thực ít ỏi, nhưng mà đầy tấm lòng của người ta. Mình nhìn vô là mình biết được cái đó là tấm lòng, cũng biết bao nhiêu con người ta giống như giúp đỡ nhau vượt qua tình thân của người Việt Nam mình đó bạn. Nhưng mà sẽ có một số những người mà không có tình thân đó, người ta không có giúp mình đâu, người ta nhìn mình ra mặt các bạn, buồn lắm. Nói chung là buồn, nói chung là khi ở cái thời gian cách ly cực từ mấy tháng, 3 tháng rồi đó, nhiều người ta còn nghèo chứ làm công nhân các bạn, thì đâu lúc nào ai cũng có tiền đâu, thì người khó khăn hơn mình đấy, ta vẫn giúp đỡ được mình thì mình phải giúp đỡ người ta được. Nhiều người ta không giúp đỡ được, người ta còn nói này nói kia, nói chung là cũng không có hay lắm. Vì trong mùa dịch mà, nhiều người ta cũng đói các bạn biết không. Ở trong khu trọ có rất là nhiều niềm vui và sẽ có những nỗi buồn. Nỗi buồn thứ nhất là cô đơn một mình ở trọ mà ở một phòng một mình, cách xa gia đình và cách xa người thân, với lại nhiều điều ngoài nữa. Suốt ngày mình chỉ lam lũ, mình đi làm xong mình đi về, mình lủi thủi ở phòng mình rất là buồn mà. Nhưng mà thay vào đó mình sẽ có rất là nhiều niềm vui, mình sẽ gặp được rất nhiều các bạn bè hoặc là các mọi người sống xung quanh phòng mình rất là vui. Nói chung là thì nếu mà mình là một người gọi là hoạt bát vui vẻ đi, dù những bạn đi đâu bạn cũng vui đó, hay là có những người người ta gọi là cởi mở, nói chung là cuộc sống phòng trọ thì nó cũng không có mối lắm, cũng thoải mái đấy. Nhưng mà nếu mình bị ràng buộc quá trong khoảng thời gian mà giống như mình muốn đi làm về mà mình muốn được một chút gì đó, hay là tự do, hay là ca hát gì, khi mình ồn ào một xíu thì, nhưng mà tao thích thì mình cũng rất là buồn. Nếu mà bạn đi hát karaoke hay gì thì bạn tình luôn, tốn tiền lắm. Còn mình ngồi nhà mình hát tầm như có 1 tiếng 2 cục pin thôi, bạn hát bánh cái họng luôn, 1 tiếng đồng hồ thôi, tốn có chai nước có 10.000 bạc, với cái pin 3.000 nữa, 13.000. Còn bạn đi hát karaoke hay sương sương ngoài quán á, mấy triệu á. Hình như ông chủ đang hát đúng không? Mình không biết ai hát, mình chỉ biết thầy ơi vào theo ở trọ hát karaoke rồi sáng tới tối. Không phải mình, không phải trong giờ trọ hát, nhưng mà ở ngoài các nhà hàng xóm xung quanh hồ trọ nó hát thì nhiều khi ồn ào lắm các bạn ạ. Nên mình ngủ không có được nha, lấy cái bông quần bịt mất lo tai. Nhiều khi mình làm ca 3 hoặc là có người làm ca 2 hay gì vậy, hoặc là ngủ được, nhất là ngày chủ nhật các bạn ạ. Trời ơi ồn ồn chịu nóng nổi, nên mình phải nói chung là mình phải biết đúng giờ đúng giấc mình làm việc thôi, chứ không gì hết á. Chứ lúc nào cũng hát thì chắc bạn bị xách lô và đi chỗ khác thôi. Nói chung là mình cứ chia đúng thời gian làm việc của mình, chứ đi ra ngoài thôi á, tới giờ nào việc đó nó sẽ thoải mái. Nói chung bạn ở phòng trọ như là bạn đang ở một cái nhà riêng á vậy thôi, mà tới giờ bạn làm nhưng mà bạn phải tôn trọng người bên cạnh đấy. Người càng tôn người bên cạnh tốt thì người ta sẽ tôn trọng mình tốt. Chào các bạn, đây là cái kênh cá nhân của mình. Mình chia sẻ những điều trong cuộc sống của mình từng trải qua hoặc đang là trải qua, và là hiện tại. Và cái hiện tại ngay bây giờ, nên nhiều khi mình chia sẻ lên kênh này có nhiều cái nó hay và hấp dẫn. Các bạn nhớ lên like nhé, chia sẻ cho thầy đi. Thầy nào ta? Thầy được rồi, biết thầy là đó là thầy nào được rồi. Bạn không biết hả? Quá yêu. Mình không biết mình. Vậy là sao bạn này chưa đi làm hồ bạn ơi? Chưa đi làm hồ thì không biết thầy đó. Hồ phủ hồ mình cũng từng phủ hồ đó, mình cũng từng xây. Chưa lên chưa lên thở đúng không? Chưa được làm thở đúng rồi. Bạn này. Bạn biết biên là thành phố Biên Hòa không? Ở trên đó có cái ngôi nhà mà nào mà lớn nhất to nhất là mình cũng từng xây đó đó. Nhà nào vậy? Lúc đó là phụ xúc cát thôi. Xúc cát. Bạn biết ở Đồng Nai bệnh viện nào mà to nhất không?
Có, bệnh viện tâm thần. Mày điên rồi. Tại bệnh viện bây giờ mày có mày bay đắt luôn á, biết bệnh viện gì không? Bệnh viện B17. Bảy ơi, bệnh viện Đa khoa Đồng Nai có sân đắp của máy bay luôn. Bạn không biết gì hết. Mình là một trong người đặt chân cái đó làm mà, trời ơi. Có đặt nền móng đó, đặt chân nữa không? Có, đặt nền móng luôn, mình đi hay bị nhiều luôn. Đi làm gì không? Gì? Cấp khí y tế. À, là bạn làm về điện lạnh khí y tế đó hả? Cung cấp khí oxy cho người ta thở giống như giờ Covid vậy nè. Bây giờ là có cái khí đó đó. Ủa cái đường khí đường, đường khí đó là giống như cho những người bị viêm xoang á. Nó ta làm, thở không được á. Nó làm sao ta? Nó có một cái đường ống riêng của nó. Có đường riêng nữa. Ừ. Khí y tế hay cấp để thở. Đó là cái phòng ta gọi là phòng đặc biệt. Thường cái đó ở tầng mấy bệnh viện gì? Từ tầng 7. Tầng 7 trở lên, tầng 7 nó cao quá trời cao. Trời. Vậy là bạn chưa đi bệnh viện đúng không? Có rồi, mình đã từng vào bệnh viện đó. Mà mỗi lần mình bước vào bệnh viện đều là những chuyện buồn. Có cái gì đâu mà vui mà bước vô đó chi? Vui ai vô bệnh viện. Vậy là mình vô đó mình review có thể. Ừ không. Thôi nào, mặc dù mà vô đó mình review thôi nha. Review bệnh viện đó. Bệnh viện đó đó nói chung là cũng rất là tốt nhưng mà mình không thích vô đó. Chứ mình bệnh mình sẽ vô. Thế áo cần mấy mốt mày vợ mày đẹp mày vô đó không được rồi. Thôi mất phòng tiền đặc biệt rồi. Mất tiền lắm, vô đó mất tiền quá. Y tế càng cao thì chi phí đó phải đắt đỏ. Chuyện nó lớn nhưng mà nhiều khi mình là trò thôi, nhiều khi mình cũng nhon nhưng mà thằng mất tiền quá các bạn, tiền quá bạn. Mình sau này vợ đẻ nha, vợ đẻ đó nha. Ừ. Mà nó chưa có vợ các bạn. Thôi các bạn ơi, sao một buổi tối trò chuyện này như mình nghĩ thì bây giờ đang kết thúc các bạn, tại giờ tới giờ là ồn ào rồi, chuẩn bị tem nó họp lại nó ngồi đánh game hay là nó ồn à, nên chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Hẹn các bạn buổi tới, để có thể giao lưu trò chuyện. Các bạn thấy thích thì các bạn nhớ đăng ký kênh live stream của cái kênh của mình nha các bạn. Không phải kênh của mình bạn. Cái kênh của bạn này nè bạn. Bạn này cũng có kênh nhưng mà kênh của mình. Mình dùng pin vlog để mình sẽ ghi lên cho đến đây. Kênh mình thì cũng vui vẻ thôi, không có gì hết. Rồi xin chào các bạn nhé. Bye bye. Đêm đêm ngồi đèn pin rồi qua xong.